Một ngày trước thời điểm lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã vinh dự đón nhận thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, được sự ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước buổi tập chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã trân trọng đọc nguyên văn lá thư của Chủ tịch nước gửi tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tình cảm, đặt niềm tin rất lớn vào tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: "Tiếp nối những thời khắc hào hùng trong các giải đấu ở khu vực thời gian qua, hôm nay, đoàn chiến binh sao vàng thân yêu của đất Việt lên đường hướng tới mục tiêu cao hơn, giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng giải bóng đá thế giới World Cup 2022, vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Những biển cờ sao vàng rực đỏ trong tim người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ dõi theo, động viên, nâng bước đội tuyển chúng ta và tin rằng dưới sự chỉ đạo của thầy Park và ban huấn luyện, các cầu thủ chiến binh sao vàng thân yêu sẽ càng thêm gắn kết đồng đội, bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình, rực sáng trong mỗi đường bóng lăn, nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới. Hãy vững bước tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng tổ quốc thân yêu." Trước sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, huấn luyện trưởng Park Seo cùng toàn đội vô cùng xúc động và hứa hẹn sẽ thi đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách bằng ý chí và tinh thần Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch công bố, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với 29 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Theo thông báo mới nhất từ câu lạc bộ Crystal Osaka, do một thủ môn gặp vấn đề về sức khỏe, hiện tại đội bóng của Nhật Bản chỉ có 2 thủ môn trong 2 trận đấu sắp tới, trong đó gồm Đặng Văn Lâm. Vì lý do này, câu lạc bộ Crystal Osaka buộc phải giữ lại Đặng Văn Lâm. Thêm một khó khăn nữa, do đến ngày 1 tháng 6 mới có chuyến bay từ Osaka đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nên phải đến ngày 2 tháng 6, thủ thành Đặng Văn Lâm mới có thể hội quân cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam, đồng nghĩa không thể góp mặt trong trận đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Jordan. Đây chính là lý do vì sao viên Park Hang-seo quyết định bổ sung thủ môn Nguyễn Văn Hoàng để đảm bảo sự chủ động trong bài toán lực lượng. Với sự bổ sung này, quân số đội tuyển Việt Nam tham dự những trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 30 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn.